4 điều cấm kỵ khi đặt tên công ty. Thứ nhất là tên trùng hoặc là nhầm lẫn với tên công ty đã đăng ký. Mình lấy ví dụ như là công ty của bạn đang muốn đặt tên chỉ khác một số tự nhiên, hoặc là số thứ tự, hoặc là những ký hiệu nhỏ như là ký hiệu va, hoặc là ký hiệu dấu cộng, dấu trừ, vân vân thì đều không được. Mình lấy ví dụ như là đã có một công ty tên là công ty trách nhiệm hữu hạn Lộc Phát. Giờ bạn muốn đặt tên là công ty trách nhiệm hữu hạn Lộc và Phát thì cũng không được. Thứ hai là sử dụng tên cơ quan nhà nước như tên đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, xã hội thì không được. Thứ ba là sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm đến truyền thống lịch sử, văn hóa, thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Mình lấy ví dụ như là sử dụng tên trùng danh nhân Việt Nam như tên của bác, tên của đại thi hào Nguyễn Du, vân vân. Những tên này thì sẽ không được đăng ký. Và sử dụng từ ngữ ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử theo quy định của pháp luật. Sử dụng từ ngữ ký hiệu thể hiện hoặc là ám chỉ sự phân biệt kỳ thị phương miền, dân tộc, tôn giáo và chủng tộc, giới, vân vân. Thứ tư là các trường hợp khác và sử dụng từ ngữ vi phạm văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc theo quy định của pháp luật. Dohiko, đồng hành cùng doanh nghiệp bạn.